Xin chào các bạn, mình cùng tham quan hội hoa xuân ở Nha Trang này nhé. Hội hoa xuân của Nha Trang là những linh vật rồng rất là đẹp và nổi lĩnh. Xin mời các bạn cùng tham quan của mình. Vườn quê trong hội hoa xuân ở Nha Trang có rất nhiều loại cây trái, hoa quả rất độc đáo. Xin mời các bạn cùng xem nhé.